USB test cổng sạc của hãng ICS. Cái USB này thì nó sẽ có hai chân, là một là chân Lightning, hai là chân Type-C. Thì khi anh em test những cái máy mà bị lỗi sạc thì anh em ở trên cái bốc này nó có pin nhé, anh em bấm giữ thì nó sẽ mở nguồn này, bấm giữ mở nguồn đó. Thì khi mà mình sửa những cái máy mà nó không sạc thì mình cắm vào nó sẽ test trên từng chân một, chân nào lỗi nó báo luôn trên màn hình đấy. Đây mình đang test thử Lightning nhé, trên 14 Pro Max đó. Đó, ok hết nhé. Còn cái nào không ok hoặc là lỏng như nó thì nó sẽ báo đỏ. Đây mình test thử 15 Pro Max này. Đó, ok hết luôn. Thì khi mình sửa những cái máy mà cắm vào nó không báo sạc thì mình sẽ test cái này trước để tiến hành sửa chữa nhé. Hàng có sẵn tại 300 Ngô Quyền, phường 8, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Anh em cần tiến bốc mình sẽ toàn quốc.